Kỳ nghỉ lễ đã kết thúc vài hôm nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đó. Hàng năm cứ sau mỗi đợt nghỉ lễ dài ngày là bệnh nhân ngộ độc methanol lại nhập viện. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên điểm đáng chú ý là một số bệnh nhân ngộ độc methanol năm nay không phải từ rượu mà là từ cồn sát trùng. Trong và sau đợt nghỉ lễ năm nay, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 4 bệnh nhân ngộ độc methanol. Trong đó có tới 3 người ngộ độc do uống cồn sát trùng. Các bác sĩ cho biết, đối với những người nghiện rượu lâu năm, họ thường tìm đến cồn y tế để có cảm giác mạnh. Người đàn ông gần 40 tuổi này, quê ở Bắc Ninh, đang trong tình trạng hôn mê, tổn thương não nghiêm trọng do uống cồn sát trùng. Nằm viện đã 5 ngày nhưng bệnh nhân vẫn lì bì. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng rất là nặng, bị hôn mê, trong máu bị rối loạn rất là nặng. Đấy. Và bệnh nhân có nồng độ cồn methanol trong máu là hơn 100 mg/100. Đấy. Nồng độ rất cao, nồng độ gây có thể gây tử vong. Những người nghiện rượu luôn nghĩ rằng cồn y tế thì an toàn, nhưng ngờ đâu lại uống phải methanol, một chất độc với sức khỏe. Kết quả phân tích mẫu cồn mà bệnh nhân uống cho thấy cồn 90 độ nhưng methanol cồn công nghiệp chưa tới 84%. Trong khi đó, thành phần của cồn sát trùng phải là ethanol, tức là cồn hữu cơ, đắt gấp 3 lần methanol thì mới có công dụng sát khuẩn và an toàn cho người dùng. Hiện tượng này cho thấy ngoài thị trường đang tồn tại những loại cồn sát trùng giả, gây nguy hiểm cho bệnh nhân trong quá trình điều trị. Một mặt là gây ngộ độc cho các bệnh nhân. Thứ hai, nó là một nêu rõ một vấn đề nữa, đó là các loại cồn sát trùng hiện nay có những sản phẩm cồn có chứa nồng độ rất cao methanol. Và như chúng ta biết là methanol không thể được dùng cho công dụng sát trùng. Và việc này, nếu mà có những sản phẩm này tồn tại trên thị trường, rõ ràng ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe của hệ thống ngành y chúng ta. Và ảnh hưởng đến việc bảo vệ bệnh nhân trước các nguy cơ nhiễm trùng, là trước khi bị tiêm truyền, trước khi bị vết thương phải sát trùng, rồi đặc biệt là những trường phải phẫu thuật can thiệp lớn, thì bệnh nhân phải đảm bảo an toàn. Vậy thì bệnh nhân nếu mà có những sản phẩm cồn không an toàn như vậy thì rất là nguy hiểm cho các bệnh nhân. Rõ ràng, không chỉ gây ngộ độc, cồn sát trùng giả chứa methanol còn là mối đe dọa cả hệ thống chăm sóc y tế, đe dọa tính mạng bệnh nhân và đương nhiên các cơ quan chức năng không thể làm ngơ.